Chào các bạn, mình là Bùi Hoàng Hải. Hiện tại mình đang theo học khóa Thyroid A320 tại trung tâm BAA Training Việt Nam. Trước đây mình là một kỹ sư xây dựng và hiện tại mình đã dạy ngang và theo học ngành hàng không. Với mình, hàng không là một ngành khá là thú vị với môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng thời cũng được đi đây đi đó. Cũng là một ngành mình luôn luôn phải làm mới bản thân. Mình bắt đầu ngành hàng không khá muộn so với các bạn, cho nên cũng gặp một số các cái khó khăn như về tuổi tác, về sự tập trung để học tập cũng như là tiếp cận những cái mới. Tuy nhiên, học tại trung tâm BA Training Việt Nam, mình cũng được sự giúp đỡ của rất nhiều các instructor cũng như các bạn học viên, nên mình cũng cảm thấy cũng có thêm rất nhiều động lực để mình cố gắng, và mình nghĩ đấy không phải là một vấn đề. Mình bắt đầu ngành hàng không tương đối muộn so với các bạn, nên mình càng nhận thấy được ý nghĩa của việc sử dụng thời gian. Mình cũng thấy khá là tâm niệm về cái câu nói là để bắt đầu một việc có thể thời điểm tốt nhất là cách đây 1, 2 hoặc 3 năm. Tuy nhiên thời điểm tốt thứ hai đó chính là ngay tại bây giờ. Chính vì thế mà các bạn hãy bắt đầu những công việc mình yêu thích hoặc đam mê ngay khi mà các bạn sẵn sàng. Đối với ngành hàng không thì cũng như vậy, nếu các bạn đã có đam mê thì bạn cũng có thể có sự chuẩn bị, và hãy bắt đầu ngay khi sẵn sàng và có thể.